điện ảnh xanh, phương pháp tối ưu hóa, giảm tác động đến môi trường cũng là xu hướng của toàn cầu. Điện ảnh xanh thì nó là một khái niệm khá là rộng, nhưng mà mình có thể hiểu cơ bản đấy là mình làm nghệ thuật song song với bảo vệ môi trường. Ở ví dụ như ở bên Hollywood thì họ có áp dụng một số những cái phương pháp, họ có hẳn một đoàn nhân sự chỉ để riêng để nhặt rác, và phần bối cảnh thì họ hạn chế một đồ mới, tái chế lại và tránh phát thải ra môi trường. Chính vì điều đó, chúng mình mong muốn là mình có thể thay đổi từng bước một từ những hành động nhỏ nhất, cũng như là lan tỏa cái giá trị mà điện ảnh xanh mang lại. Điện ảnh xanh là một xu hướng của tương lai và của thế giới. Và sau khi mà tham gia thì mình được các bạn định hướng là biến rác trở thành phim. Ví dụ như là với bối cảnh núi đá thì chúng mình sử dụng khá là nhiều xốp. Vì vậy nên là chúng mình quyết định là sẽ ra bãi rác để nhặt xốp, và đặc biệt là team mỹ thuật đã rất là vất vả. Mình nhớ là có một lần khi mà các bạn ấy đang đi ăn trưa ở hàng bún chả thì vô tình nhìn thấy cái xỉ than đã dùng rồi và bị ném ra ngoài. Và các bạn ấy nghĩ ngay đến việc là tại sao không dùng xỉ than này để làm vật liệu cho ngôi nhà đá của mình. Một số những cái vật dụng tái chế khác, ví dụ như là báo, giấy, bìa, hoặc là thậm chí là có cả bã cà phê chúng mình sử dụng để làm đất cho bối cảnh. Trước hết là sức trẻ, là những nhóm sinh viên còn đang học năm thứ 3 thì các bạn ấy đã biết cách làm, biết cách khai thác những vật liệu gần gũi xung quanh mình để mà tạo dựng lên một cái bộ phim. Nó có một cái gì đó dung dị và cũng tiếp tục cùng lan tỏa ra cái ý thức làm phim môi trường tiếp theo, thì tôi nghĩ đấy là cái tín hiệu rất tốt. Qua nhiều lần chỉnh sửa kịch bản thì cuối cùng thì chúng mình chọn Asima, bối cảnh ở trong lòng đất khi mà con người phải chạy trốn cái ô nhiễm thiên tai trên mặt đất. Thì ở dưới lòng đất là bối cảnh rất nhiều núi đá. Từ đấy thì chúng mình có nghĩ ngay đến dấu ấn dân tộc ở trên vùng núi cao, và mong muốn là Vượt Thành Asima có thể được nhiều khán giả biết đến nhiều hơn. Từ đấy thì những cái bản sắc của Việt Nam mình có thể được biết đến rộng rãi hơn, cụ thể ở nhân vật Max của chúng mình. Ở trong phần thiết kế mỹ thuật, chúng mình có lấy ý tưởng từ những em bé người Mông với dáng vẻ rất là tinh nghịch và đôi má phúng phính. Và ngôi nhà của Max là những ngôi nhà làm bằng đá, cũng được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà đá ở trên vùng núi. Thực tế thì lịch sử hoạt hình Việt Nam đã phát triển khá lâu rồi. Tuy nhiên thì lĩnh vực này vẫn chưa được mọi người biết đến nhiều. Khi mà chúng mình tìm hiểu về stop motion ở Việt Nam ấy, thì chúng mình khá bất ngờ vì biết đến một số những cái video dành cho trẻ em có rất nhiều lượt view trên YouTube do người Việt Nam làm. Vậy có nghĩa là người Việt Nam mình có thể làm được. Thế thì tại sao mình không chọn nó và tiếp tục phát triển nó? Lâu lắm thì mới thấy là các bạn trẻ ấy làm phim về cái cách làm là cái phim búp bê ấy, thì cũng gợi lại trong tôi những niềm vui. Tức là cái thể loại này nó cũng rất được các bạn trẻ yêu thích. Và ngày xưa là hãng phim cũng đã từng thời kỳ làm, nó cũng rất là công phu. Và cũng rất vui là hoạt hình Việt Nam vẫn còn có những cái gương mặt trẻ đang tiếp tục, từ là sinh viên, mai kia sẽ biết đâu sẽ là đồng nghiệp. Thì đấy là cái tín hiệu rất vui. Chúng mình rất là mong muốn đóng góp nhỏ của chúng mình đã đang và sẽ tiếp tục tiếp bước cho phong trào điện ảnh xanh từ quốc tế về đến Việt Nam, để có một cái góc nhìn mới lạ hơn, đấy là mình sẽ bảo vệ môi trường từ những bước nhỏ nhất.